Xin một tràng pháo tay của quý vị và các bạn, pháo tay lớn lên đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và để đáp lại lời phát biểu của gia đình nhà gái, bây giờ cho phép tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai lên phát biểu ý kiến nhận dâu. Trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị của hai gia đình bốn họ, thưa toàn thể hội hôn, rất vinh dự được thay mặt cho họ nhà trai lên phát biểu tại buổi lễ thành hôn của hai cháu Trung Kiên và Ngọc Loan. Cho phép tôi được thay mặt cho gia đình xin được gửi tới các vị đại biểu khách quý, xin được gửi tới các cụ ông, các cụ bà của hai gia đình bốn họ cùng toàn thể các đại biểu về dự buổi hôn lễ hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và tất cả các đại biểu về dự buổi hôn lễ hôm nay mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Thưa toàn thể hội hôn, các cụ xưa đã dạy: trai khôn thì tìm vợ, gái lớn thì gả chồng. Nay hai cháu Trung Kiên và Ngọc Loan đã thực sự trưởng thành, đã khôn lớn và lại hết sức thuận lợi là các cháu đã quen biết nhau từ lâu và đã gần gũi nhau, quý mến nhau, yêu thương nhau và bây giờ tình yêu đó đã thực sự chín muồi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương của hai gia đình bốn họ, hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Trung Kiên và Ngọc Loan. Và cũng trong thời khắc lịch sử này, bác cũng xin chúc cho hai cháu trăm năm giữ trọn lời thề, vợ chồng hạnh phúc đề huề bên nhau như dây trầu quấn lấy thân câu. Bác chúc cho hai cháu yêu nhau suốt đời. Chúng tôi thấy lời phát biểu của vị đại biểu đại diện của gia đình họ trai thế nào ạ? Tôi thấy rằng là rất đầy đủ, rất vô cùng đầy đủ ý nghĩa. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, trải qua chung một thời gian chúng ta lắng nghe lời phát biểu của vị đại biểu đại diện họ trai thì bác đã chú đáo cảm ơn tới tình cảm của tất cả quý vị. Vâng, đặc biệt là sự có mặt của gia đình họ gái, chúng ta không còn ngại đường xá cũng như thời tiết rất là nóng bức, có mặt rất đông đủ và có mặt tới tận giờ phút này để dự buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ. Và qua những lời vâng ngọc của gia đình, của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ trai thì đã khẳng định kể từ ngày hôm nay hai gia đình đã chính thức trở thành thông gia và công việc đôi bên thì như một nhà. Niềm vui sẽ cùng nhau chia sẻ, việc lớn đôi bên được sang ra. Và tôi chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tiếp tục dành nhiều sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc để hai bạn trẻ của chúng tôi vốn rất còn non nớt sẽ vững bước trên con đường xây dựng hạnh phúc và tương lai. Kính thưa quý vị, để lên từ chương trình, kính mời quý vị chúng ta tiếp tục mời trầu mời thước mời nước và đến với một ca khúc cuối cùng trong chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ, ca khúc Đám cưới như mơ, một ca khúc rất ý nghĩa và không thể thiếu được trong mỗi buổi lễ thành hôn do Phương Sinh thể hiện. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Nhạc sáng xin nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng mới đứng xanh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chúc nhân sinh kết duyên đôi.
got down on my knees and I pleaded with you. If I crossed a million oceans just to be with you, would you ever let me down? If I climbed the highest mountain just to hold you tight, if I said that I would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry.